Xin chào, mình là Ray, nhà văn, dịch giả, content creator. Mình thuộc nhóm người nội tâm hướng ngoại, nên ngoài những lúc ở nhà, thỉnh thoảng vẫn phải ra ngoài làm việc hoặc gặp gỡ bạn bè. Câu chuyện thường khởi đầu vào một buổi sáng đẹp trời. Mình sẽ ngồi trong một quán cà phê có nhiều cây xanh, chọn chiếc bàn gần cửa sổ và ở đó chill một chút. Có ngày mình chọn bước chân ra ngoài phố thị, lắng nghe thanh âm quen thuộc từ cuộc sống. Cũng có ngày mình trú chân trong một nhà sách để hít hà một sách mới và dạo tìm những cảm hứng mới từ con chữ. Có thể mình sẽ có nhiều lựa chọn khác nhau khi bắt đầu một ngày mới, nhưng riêng trang phục thì chỉ có một. Mình ưa phong cách tối giản, năng động và thời trang, nên mình chọn Yami làm người bạn đồng hành. Bạn có tin trang phục cũng nói lên tính cách của mỗi người không? Với mình, Yami thể hiện cho sự giản đơn, trẻ trung và tạo cảm hứng sáng tạo. Đâu phải tự nhiên mà mình với Yami có một tình bạn 10 năm trong ngành sáng tạo đâu, đúng không? Vì you are my everything.